cho cả nhà. Hôm nay là team của mình có 4 người sẽ đi khám phá ma Thị Vạnh ở Tây Ninh ha. Rồi, tụi mình đang chạy xe máy đi. Đây là cái cung đường mà vô ma Thị Vạnh nha. Đó, hai bên là mảng cầu. Từ tiến vào ma Thiên Lãnh nha các bạn ơi. Đó, vô đây mát lạnh này như Đà Lạt luôn. Ở đây được mệnh danh là gì phải không Ninh? Đà Lạt của miền Đông Nam Bộ đây à. Núi nè nó mát. Gì vậy? Mấy cục đá à? Đó, các bạn trẻ đi check in à, đó, vui không? Đi giống như đi Đà Lạt đó. Xe lên giống hết nổi luôn à. Đường xấu ở đây thì xe khai thác đá mà đi á. Bụng xuống đây ăn luôn. Đây không? Làm mấy tay mới xíu nha. Rồi. Lên đây, lên các bạn uống cái đường.
Rồi các bạn, sau khi team mình giữ xe xong á, thì sẽ tiến hành đi lên Ma Thiên Lãnh ha, leo núi lên. Đó, đây có một cái lối mòn mình đi nè. Này là cái trôm, đó là những cây này quý hiếm. À, bên kiểm lâm người ta sẽ để đây, này lim, trôm rừng, lim, lim sẹt, đó. Đó, những cây này nó rất là lâu năm rồi. Lim sẹt. Đó. Hôm nay team mình sẽ tiến hành đi lên, dự định là đi tới đỉnh luôn nha các bạn. Đó, mình có đi mang theo thức ăn. Chút lên trên tới thì mình sẽ bày ra ăn luôn. Mà có rắn không? Có rắn không? Bắt rắn nướng luôn. Mát quá ha. Bạn đỏ đâu? Không nói không xuống á. À, tức là cái anh chủ ở bay xe á, nói là mình đi tới cái tảng đá to xong rồi không xuống nhìn có cái bảng đỏ và mình quẹo trên đó là mình đi lên. Chứ sau nếu mà mình đi thẳng thẳng hoài hầu làm đi mình lại vòng ngược lại nữa. Nó sai đường. Chim gì kêu hay quá à. Có chim gì luôn. Có không, nhìn thấy bảng chưa? Có thấy cái dấu sườn này là nó. Thấy hả? Nó không có tên gì vậy? Không có tên, tên gì vậy? Có. Có tên đó. Đâu? Không có tên đó. À, có mũi tên à. Này có dấu sườn. Dấu sườn màu đỏ nha các bạn. Đây. Này, mũi tên nè. Mũi tên màu đỏ. Rồi mình cứ thế mà đi lên. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi, lên lên. Cơ nó nghe à. Mày. Này, cơ nó lên. Rồi đi đường quảng lên. Nó lên đường. Nó đi đường đó đó, đi đường của ác à. Trên đây có mũi. Hả? Còn. Chiếu bự dữ à. Này trường quá. Quá trường. Hả? À, sẵn đi tầm lan luôn. Biết rau lan, cây lan một biến sao? Gơ đá trơn. Còn đây có cái hố gì nữa nè. Hôm nay đi sinh tồn hả? Sinh tồn luôn. Đi sinh tồn luôn. Sinh tồn ở Ma Thiên Lãnh. Này là nên. Mệt không? Thấy không mệt thôi. Được không? Được không? Thấy không mệt mà đều thở hơn nhiều.
Dạ. Phải không? Đúng được không? Đúng rồi, đúng rồi. Ê, phải lăn không? Coi tôi phải lăn không? Nè. Nó cái đó là gì? Không phải. Cái này là gì? Cái này giống như dạng dương sĩ. Nè. Quay cái này chưa làm. Cái này về trồng kiểng cũng đẹp nè. Ừ. Nhỏ đâu không được đâu. Nhỏ đâu không sống đâu. Trước giờ đi đường này chưa? Mà ông coi tại hồi đó tao đi mày đi lần hay gì? Hay à? Ờ, vậy đi tới đỉnh luôn. Tới đỉnh luôn à? Giờ cộng giờ không biết đường nha, ai biết. Có mũi tên ha, cái treo mũi tên. Nào. Mày cặp cái nào đây này, em? Có mũi tên, ok mũi tên. Tao đâu có mũi tên. Nó lên để đứng quay mũi tên nha Lâm. Dạ. Ok. Anh chú mà đi này luôn không? Ừ. Lên. Lên đây đi. Lên trước đây. Lên lên. Đây. Lên. Đi mang dép không trơn à. Màu dục dép luôn. Hả? À. Bên nào ra đi nào rồi? Đó bên này hay bên nào vậy? Dạ. Trường quá. Nhìn xuống nãy giờ là sâu quá. Dạ. Đâu cái lan là Lâm ơi, lan là Lâm ơi. Mình thấy cái gì cũng là cái lan. Đọc đi. Đọc không mày? Quá đọc luôn. Trên đây có lan bầu rượu mà. Chỗ này khó lên chứ à? Khó lên lắm. Chút lên lên nặng luôn. Dạ. Vừa leo vừa cầm máy khó. Chắc máy nhập nhắc, chắc máy chắc hơn rồi. Một bước qua đó các bạn. Đúng rồi, cái chỗ ăn xà bánh này nè. Chút ăn uống gì là đưa xuống hết nha. Xả rác đây này. Yeah. À, lên lên lên. Mình dữ quá. Nên tướng bự sao tôi dòm yếu anh. Select chưa gì select luôn. Hẹp hẹp luôn. Ôi giời, thiệt bự vậy. Chết được thiệt. Thiệt tự. Lần đầu tiên leo núi mà. Leo núi đâu. Bình thường đóng lan đóng đùng đùng rồi. Hồi lên lên. Mà thiệt chứ bộ giỡn à. Khô khô quá vậy đi. Ờ, trang dục. Xả rác mình lum. Đi đường nào? Đó nè. Nào, quay cái đường đang lên đỉnh hay là. Đường lên đỉnh nó làm tháng lọc đó. Quay đường nào, đường đèo. Làm đèo lên á. Dữ ha. Con ốc luôn á. À, tương lai là có cái đường bên đó. Mốt trải nghiệm cái đường đó luôn. Mốt lên xe đi xe. Mốt lên thẳng đỉnh ở phía sau là đi bằng xe luôn. Làm vậy cái này cho ra cái gì đâu? Đâu phải đâu. Trường dữ. Sao lên nghe nó không sợ mà dòm xuống nghe nè anh à. Sâu quá. Sâu quá à. Đây. Dạ. Đây này giống nghe tàu bà quá nè. Lên biết nữa ăn này. Dạ. Ê đừng hỏi mình thấy ổn ông cái nào vẫn bự lắm vậy. Cái nào tao mày. Này trái gì nè. Chim kêu quá rồi. Dạ. Mấy
này họ gì đâu, họ Lan đâu mày? Giống dạng trầu bà. Y như trầu bà của mày vậy hả? Cái trầu bà này, này tao cần sống lắm mày, phải không? Sống. Đưa 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 bạn tao. Phải cái màu mà lá nữa tao. Cầm cầm hai cái đứa xuống có việc lên đây rồi tao cầm lên luôn rồi rồi rồi. Mới tiếp lên tiếp tiếp lên gì ra? Ở chỗ đâu? Lên kia nữa. Còn miếng nữa tao. Cái chỗ cái việc ăn uống nữa. Cũng thật thôi, cũng là cũng rồi. À cũng rồi. Thì bây giờ team mình đang ở một khoảng cách là khoảng 1/10 cái núi thôi. À bày đồ ăn ra. Xong rồi mình lên tiếp ha. Bữa nay là có gì đây, gà nướng à. Gà nướng mua sẵn. Đó, mì. Đồ chua không? Đồ chua phải cho luôn. Đồ chua. Tôi cho con trái dưa leo đỏ. Cái leo bẻ ra. Bấm bấm bẻ ra. Chút là xuống đường này luôn nữa phải không? Xuống nữa, chứ đâu có đường nào nữa. Thì ăn xong để đây đi chút xuống cái mình lấy cái này luôn xuống bỏ thùng rác. Không có để đây. Dữ không hết, quá dữ, dữ dữ, mùi lắm, xé ra rồi mình kê thế cúng đi, cứ ai ăn miếng nào xé miếng đó, cái này sao đây, thôi để vô cúng luôn đi, để gì đi, để gì, ừ, nó, có ông bà chiến sĩ á, khuất mặt khuất mày á là đây ăn coi đi cho con leo đây, chơi, chơi vui về, chơi vui về à, thằng núi này kia ra dùng cái tụi con miếng, ừ. Mày luôn. Ừ. Chủ yếu hôm nay đi khám phá chẳng này lần đầu tiên đi luôn á. Ở Tây Ninh mấy chục nầu ba mấy nầu bánh tét lần đầu tiên. Rồi đó. Đi bên kia thì đi có cáp treo. Cái kia chưa đi chùa bà, còn này mình đi là dạng khám phá sinh tồn hả? À, có cái miếng này rồi. À. Rồi. Mình cúng chiến sĩ đất đai. Thổ địa thằng núi à. Mệt không? Tập tạ hổng ra cũng còn mệt hả? Lâu lâu lèo bên. Đó, bên kia là đang làm đường. Đường rồi còn nữa. Gì chứ? Sắp tới đường rồi. Cái đường đấy hả? Ờ. Ừ. Vòng vòng này luôn phải không? Ờ, mình đến đó cũng hồi còn phải xa lắm. Mình thấy vậy chứ nó còn xa lắm. Làm đứng ngoài đường lắm, đứng ngay chầu Ninh ngoài đường, thấy không? Đứng bên đó kìa. Ừ. Nãy xíu, nãy xíu, nãy có quay bên kia rồi. Nó là cái đường chinh phục Ma Thiên Lãnh này vậy nè. Các bạn cứ đi theo dấu vết của tụi mình là lên được Ma Thiên Lãnh nha. Được chưa? Rồi, vô đi. Vô, vô đi ạ. Vô ăn đi. Rồi được, mình dứt đi. Rót nước vào đâu luôn á. À, bánh mì nè. Mày giòn luôn mà. Cái dưa nó bẻ ra luôn. Mày quên đem cái dao. Đâu rồi? Ăn là gì? Muối, không cho muối chứ không có cho gì chấm. Đúng rồi, cho muối chấm đúng rồi. Muối với tắc thành luôn. Muối ớt tắc luôn, bỏ luôn. Ngon quá. Vậy này bỏ nó đi ha. À, ai cũng có đi nào. À? Gì? Ai cũng có đi nào. Bỏ đi này của anh nè. Đây. Nước ngọt thì có nước ngọt. Đúng rồi. Xé muối ra. Muối. Hấp dẫn quá, đi đánh đói ha, ăn này đúng bài ha. Đúng bài luôn. Nặng sẹp luôn. Nặng tắt chảy luôn. Đó, đường kia, ăn đường kia, à, bánh mày nè. Vô đi. Ừ. Ăn cái đùi ừ, cái đàn đây. Sáng này ăn đi mày. Nè. Ăn sáng đi. Đưa sáng ăn đi. Cảnh cho tao. Ném cái ly ra. Lâm vô lâm vô lâm. Ừ. Lâm ra đầu tôi đưa tôi làm cái đùi à. Ăn đi, ăn đi. Nè. Đây hơi bết lắm nè. Ừ, bự dữ à. Nè.
Ừ. Mời cả nhà ăn ăn gà nướng. Đó, ngon chưa? Chấm muối nè. Cho nên cái cánh cho hỏng bay cho nhanh. Bay. Vô, vô nha. Vô, vô, vô. Cảm nhận nha. Quá ngon. Đánh giá coi. Ngon. Ngon. Đi vậy ăn mới ngon. Ừ. Quá ngon. Giỏi nè. Quỳnh. Giỏi đấy. Gì đó mình đi nào dẹp, mình leo lên nào, mình đi dẹp đây này được hết ạ. Hả? Ăn cái đùi no luôn. Ngon. Cảm ơn. Để á. Ừ. Để được. Sáng ăn tô mì gói lên đây, tới đây làm tiêu hết tô mì gói hả? Tiêu cũng không? Nó chạy lên xe tiêu rồi. Ăn đồ chua nè. Này bu cá thắng. Chim kêu quá trời. Ngồi hôm tao đi tới đây rồi. Thấy nguyên bầy khỉ. Khỉ hả? Giờ mới kêu. Giờ chắc còn ngủ. Dịch quá ở trong nhà mà. Gà này cũng vừa ăn á. Ngon rồi. Gà lên. Chấm đi. Cảm ơn. Gà ngon lắm ha. Dẹp. Ngon dẹp lắm. Ngon. Nước bỏ đây đi. Nó dễ chấm. Vừa rồi. Cái này cái gì đó không biết không? Cái sung hay cái gì đó? Hả? Nãy dưới có để bản tên á. Ừ. Cây gì nãy cái trôm gì đó. Ừ. Trôm với cái lim. Lim gì á. Hồi nãy giờ chưa thấy cái đầu này. Khi bạn bè đăng ký nhận được nước bạc còn có khoảng 100.000 người mà giờ còn có khoảng 90.000 người. Còn 90.000 nữa phải không? Không. Còn ít mà có 90.000 người. Được rồi. Tiếp nè. Nào lên được không anh? Kêu bạn bè đăng ký động viên đi, vài bữa làm nhiều clip ra nữa hả? Mới dịch đi cầm chi luôn. Rồi chấm cho việc à. Chấm cho việc ăn việc nhất. Chấm dẹp. Mày không? Hết dịch là tốt qua cầm chi review liền. Ừ. Làm ăn lâu lắm. Ăn sắp hết rồi. Ở đây vậy mà cứ gái đi xong gái dám đi.
đi leo không nổi đâu. À, dạ, hồi đó mình đi đến Ấn Độ vậy có gái không? Có gái đi không? Tôi nói chuyện gần thế rồi mà vậy dám đi luôn. Đi Ấn Độ luôn hả? Ừ. Muốn ăn đậu lên đậu được không? Không ăn được. Ăn đậu đi dẫn đậu. Ừ. Có câu nè. Câu ăn được, ăn được không? Ừ. Thế hả? Ừ, có câu nè. Chấm ớt. Đó, câu. Chấm ớt, chấm ớt. À. Ừ. Béo. Sao má thấy đường quá? Hết thấy đường. Hả? Thấy đường luôn. Hết thấy đường luôn hả? Ừ. Tụi ăn mà hết thấy đường. Ngon quá. Chết mẹ con. Ăn hết thấy đường luôn à. Ngon quá hết thấy đường hả? Ừ. Không còn bỏ đây. Hát này phật thủ chuyên nghiệp luôn rồi hả? Hả? Ai? Việt hả? Việt cũng từ từ. Ê, cái này phải cây tự động không mày? Đúng rồi. Không phải đâu, làm ơi. Đúng đúng. À, xin chào các bạn, đây là cây tổ rồng trên núi nè. Đó. Tầm luôn. Trời ơi. Kính hả? Ừ. Nó bẻ rồi đó. Tao. Còn nó bán gì cứng quá. Cứng quá không được đâu. Cái đầu nó khô rồi, cái nó khô rang à. Ờ, cái cũ nó vậy đó. Khô rang à. Nó bẻ ra nè. Ừ. Đó, cái tổ rồng. Thôi kệ đi, để đi xong đi. Cái này có đó. Làm thuốc được luôn á. Để làm thuốc được. Sẽ làm thuốc nam uống á. Rồi tiếp tục hành trình. Thuốc nam là thuốc sao? Thuốc nam mình nấu sắc uống á. Còn thuốc bắc là thuốc sao? Cũng vậy luôn, thì thuốc bắc của Trung Quốc, thuốc nam của người Nam mình. Người Việt Nam. Rồi tiếp tục hành trình đi quanh qua ba suối nha. Rồi, xin giới thiệu các bạn, đây là cái suối ha, suối mà trên mặt Thiên Lãnh á, nãy mình ở trên kia, giờ mình qua bên này. Đó, suối nước thì cũng ok, cũng trong. Hát ra nó thử hát. Đó, coi nước còn mát không? Đó, suối là nước, nước mát ha. Thử coi. Thử coi mát không? Có sao bông luôn đây luôn nè. Mày có một số bạn trẻ ở đây tới đây cắm trại. Nó cắm trại dần suối này. Má ha. Có cá không? Nhấn nước không được. Hả? Nhấn nước không? Nhấn được mà. Cái GoPro này chống nước. Nước mát thở lên, thở đây. Có ghẻ thì xuống tắm luôn. Hết ghẻ. Đó, nước mát mà. Nước lạnh ngắt luôn à. Cầm máy á. Cầm máy quay nữa. Màn hình tối thì chạm những màn hình trong sáng. Tại có cái mình chạm đây.
Làm dơ quần luôn làm ơi. Có cá không ta, có cá không? Sao? Có cá hả? Có. Nào, kìa. Chạy vô đá đó kìa. À, chạy. Ê, cái này thò xuống nước không quay điện ta. Để cho mặt nước quay. Cá chạy. Ồ, mấy đứa chạy đẹp kìa, mấy đứa chạy đẹp kìa. Bác anh. Ừ. Rồi rồi, anh tắt rồi. Rồi đây nè. Giờ đi đâu nữa? Hết chỗ à? Dạ. Sương mù quá trời. Con nhà sương mù luôn. Ê cái đường mấy đây gì vậy, thấy đường không giật nha. Đó cái đường đó. Đường xẻ núi cái đường lên. Cái nước là nãy ngay chỗ mình chạy xuống nè, tất cả trên núi này chạy xuống đây nè. Hay ha. Ừ. Tới mùa kia cũng chạy luôn, mùa khô cũng chạy luôn mà chạy ít. Mùa này cái này mà mưa một cái là chạy đụng đụng luôn. Đây. Tiếp. Đây. Đâu nữa? Hết. Rồi bây giờ mình sẽ đến địa điểm tiếp theo. Rồi xin chào cả nhà, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi đi về. Thì trên đường mình sẽ kiếm một vài chỗ để bán bản cầu á. Mình sẽ mua một ít về cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó. Thì cái này mình sẽ trên đường về thì ở ngoài này mình sẽ thấy cái núi ha, cái núi cho nó xa xa mình dễ thấy hơn. Đó là cái có cái đường. Có cái đường người ta của một tập đoàn người ta sẽ làm từ cái chân núi đi lên tới đỉnh luôn. Và bố mình sẽ chạy xe máy lên trên đó được luôn. Ha. Đó, xa xa mình sẽ thấy nha. Xa xa mình thấy. Rồi bây giờ mình đi tiếp đi. Rồi tới luôn các bạn. Trên đường về thì mình sẽ đến cái chỗ bán bản cầu. Nó có bán lẻ hả cô? Có, này mấy ký. Bao nhiêu ký vậy cô? Cái này á? Dạ. 15.000. 15.000 ký hả? Mấy không? Có loại nào chín không rồi? Chín đây này. Chín ăn liền đây nè. Nè. Đây này. Đấy. 20.000 nè. Đây. Chín ăn liền luôn nè. 20.000 ngon luôn, bán bao luôn. 20.000 ký nè. 20.000. Bán bao luôn, hàng siêu sạch luôn. Siêu sạch luôn hả? Không có bị... Nếu mà một con giòi là giả nai luôn, hết luôn. Bao ăn luôn ha? Bao luôn. Cứ bẻ ra ăn vô tư. Hôm nay mấy ký thì cân về còn trở về cho bỏ mối đây này. Lấy con 2 ký đi. Thôi, 2 ký. Đưa cái bọc đây anh. Vườn gần đây luôn hả cô? Hả? Vườn mình ở đây luôn hả? Vườn nhà mình luôn. À. Về ăn liền luôn. Vườn liền ha. Trời ơi, con khỏi no. Vườn ngay đây đi bỏ mới thì không phải suy nghĩ, bóc ra ăn luôn. Đấy, có giòi giả lại hết luôn.
Thử mát đây. Này anh ơi. Ở đây. Cân đi. Cân nhờ. Thử thì bẻ ra cho mọi người cho em. Nhé. Bẻ trái nào không? Bẻ ra anh. Chính không? Cân chính rồi, chính rồi, mình xìu. À, chính rồi. Chạy. Bây giờ chắc xong bên, chắc bên. Vâng. Ừ, nó có giò luôn. Nó có giò luôn không? Nó có rùi vàng được. Ăn rồi. Bẻ ra. À, trên đường về mình sẽ mua bán cầu cái này nè cả nhà. Ngon ngọt ngọt hả? 20.000 một ký, mấy ký vậy cô? Hơn chưa được 2,5 ký thì lấy 25.000 thôi, là 45.000 thôi. 45.000 hả? Ở trong ta bán nữa. Vâng. Rồi bỏ cái nữa luôn đây, bự. 50.000 nha. Bự bự luôn đi. Bự đấy. Còn quá ngon mà. Quá đã luôn. Quá đã. Trái giòn, trái nào trái ngọt đây. Nhưng mà nó không có giòi. Hàng quan trọng sạch. Quan trọng là không có giòi á. Đúng rồi. Quan trọng là bao ăn luôn. Măng cầu ăn mê chứ. Này bị bán đặc biệt mình bao ăn mà. Dạ. Đây bao ăn mà. Giống bán ấy. Chứ mà có giòi á là giòi là ta mai lên ta xé ra là mai ta trả. Ở chợ hãy xé cô ra. Dạ. Xé ra luôn ấy. Xé ra luôn. 50 hả cô? Rồi 50. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. À. Mốt đi ngang ghé mua nữa. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ lên đường đi về. Ở ngoài đó chứ kiếm đây mua không à. Dạ. Chứ có thiếu gì mà cầu mà không an toàn. Dạ. Rồi đi luôn chú ơi. Dạ. Dạ. Rồi lên đường về thôi.